Báo chí Pháp đã thổi bùng lên một ngọn lửa lớn chưa từng thấy trong phòng thay đồ của Paris Saint-Germain. Cuộc nội chiến giữa Neymar và Mbappe, hai siêu sao lớn nhất của đội bóng đã nổ ra trong bối cảnh đại diện nước Pháp đang khởi động cho những chiến dịch của mùa giải năm nay. Mọi chuyện bắt nguồn từ tình huống tranh đá penalty giữa Neymar và Mbappe trong trận đấu với Montpellier. Trước đó, tiền đạo người Pháp đã đá hỏng một quả phạt đền và nhiệm vụ đá penalty được chuyển sang cho Neymar. Cầu thủ người Brazil cầm bóng tiến vào khu vực 16m50 để thay thế người đàn em thực hiện quả đá phạt đền. Mặc dù Mbappe đã ngỏ ý muốn đá khoảnh khắc sau đó, nhưng Neymar vẫn quyết tâm đặt bóng xuống và rồi dễ dàng đánh bại thủ thành Jonas Omlin. Cú đá phạt đền thành công của Neymar khiến mọi chuyện trở nên căng thẳng. Những góc máy quay trên sân bắt gặp hình ảnh Mbappe thậm chí đã không ăn mừng sau cú sút thành công của người đồng đội. Sự vùng vàng nối tiếp còn xuất hiện khi huấn luyện viên Christophe Galtier rút anh ra phút thứ 86. Góc máy quay cận một lần nữa zoom thẳng vào vị trí của Mbappe trên băng ghế dự bị và nó cũng dễ dàng bắt gặp một thái độ không mấy vui vẻ của tiền đạo người Pháp với những gì đã xảy ra trên sân. Sau trận đấu, truyền thông Pháp thậm chí còn mồi thêm dầu vào lửa khi phát đi thông tin Mbappe và Neymar sau đó đã đụng độ nhau trong phòng thay đồ. Cả hai có lời qua tiếng lại trước khi lao vào nhau và được các đồng đội kịp thời can ngăn trở lại. Điều đó làm dấy lên mối quan hệ đổ vỡ giữa những siêu sao hàng đầu của đội chủ sân công viên các hoàng tử. Có những thông tin cho rằng Mbappe đã được trao nhiều quyền lực hơn sau khi quyết định gắn bó với đội bóng xứ Cồng Quốc. Ở chiều ngược lại, Neymar vẫn là người có tiếng nói trong phòng thay đồ, đặc biệt mối quan hệ của anh với Messi và các cạ cứng thuộc tổ Brazil là rất tốt. Vì vậy, cuộc đối đầu kể trên được xem như đang chia rẽ nội bộ Paris Saint-Germain ra làm hai nửa. Dẫu rằng bên ngoài là muôn vàn rắc rối, nhưng huấn luyện viên Christophe Galtier vẫn bước vào phòng họp báo trước trận đấu với Lille ngày hôm qua trong một phong thái điềm tĩnh quen thuộc. Ông chia sẻ rằng không có bất cứ một sự khó chịu nào giữa Neymar và Mbappe, vấn đề không có gì nghiêm trọng cả. Chúng tôi đã ngồi với nhau vào ngày hôm sau và nói chuyện một cách thẳng thắn. Chúng tôi đã có một tuần chuẩn bị rất hài lòng cho trận gặp Lille. Mọi buổi tập những ngày qua đều rất ổn và vấn đề giữa Neymar và Mbappe đã hoàn toàn biến mất. Rất nhiều người đã nghi ngờ về câu nói của Galtier cho đến khi họ tận mắt chứng kiến hình ảnh này. Mọi chuyện có lẽ không quá căng thẳng như cách mà truyền thông vẫn mô tả về Mbappe và Neymar, hoặc chí ít nó đã được gạt đi ở thời điểm hiện tại để tất cả cũng hướng tới mục tiêu chung của toàn đội. Và bằng một cách nào đó, Mbappe ngay lập tức đã chứng minh cho sự trở lại bằng một trong những bàn thắng nhanh nhất lịch sử của Ligue 1. Sau khi bóng rời chân Neymar ở chấm giữa sân, Mbappe với một tình huống tăng tốc đón đường truyền của Messi đã khéo léo tâng bóng qua đầu thủ thành Leo Jardim, mở tỷ số cho đội nhà. Tiền đạo người Pháp chạy đi ăn mừng cuồng nhiệt nhưng không quên hướng ánh nhìn của mình về phía Neymar. Tất cả các thủ Paris Saint-Germain lập tức vây lại và cùng nhau ăn mừng như những đứa trẻ. Đó có lẽ là một pha bóng đã được tập duyệt từ trước giữa bộ ba Neymar, Messi, Mbappe. Tiền đạo người Brazil đóng vai trò chim bồi, trong khi Mbappe nhanh chóng thoát xuống để tận dụng sơ hở của hàng phòng ngự đội chủ nhà với một pha dót bóng chuẩn chỉ của Messi. Người ta nhận ra một điều gì đó đang thay đổi ở đội bóng này. Đó không phải là một pha gắt bóng của Neymar, không phải một cú tăng tốc của Mbappe, cũng không phải là một pha solo của Messi. Đó đơn giản là bởi sự đoàn kết, thứ không khó để thực hiện nhưng đã chẳng tồn tại ở Paris Saint-Germain trong nhiều năm trở lại đây. Rõ ràng vấn đề của siêu sao như Messi, Neymar, Mbappe chỉ đơn giản nằm ở tâm lý. Khi mọi thứ được cởi bỏ và họ được chơi bóng theo đúng nghĩa đen, đó cũng là lúc tập thể Paris Saint-Germain trở nên thăng hoa nhất. Chỉ vài phút sau, Mbappe lại tìm thấy Neymar trong một đợt tấn công khác. Lúc này tiền đạo người Pháp đã ở rất gần vòng 16m50 của đối thủ, nhưng anh quyết định xoay người để thực hiện một đường chuyền cho Neymar ở vị trí trống trải hơn. Chỉ đáng tiếc là cú dứt điểm của tiền đạo người Brazil sau đó đã không đi vào khuôn khổ khung thành. Mọi thứ tiếp tục diễn ra sau đó như một cuộc dạo chơi của các thủ Paris Saint-Germain, mà tâm điểm là những pha phối hợp đẹp mắt của bộ ba Neymar, Mbappe và Messi. Mbappe mở điểm, Messi sau đó cũng điền tên mình lên bảng điện tử với một cú trích mũi dày hoàn hảo. Tất cả chỉ còn chờ đợi Neymar. Tiền đạo người Brazil trong trận đấu này dường như lùi lại phía sau nhiều hơn để sắm vai trò kiến tạo. Anh đã đặt Hakimi ở một tình thế thuận lợi để tung ra cú dứt điểm nâng tỷ số lên 3-0. Trước đó, cầu thủ người Brazil thậm chí đã xẻ một đường bóng từ giữa sân tới thẳng vị trí của Mbappe, nhưng cú sút của tiền đạo người Pháp lại chưa thể khiến tất cả ăn mừng. Neymar sau đó cũng tìm được thứ mình cần với bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 với cú sút quyết đoán ở góc khó, và tất nhiên Mbappe là người đầu tiên tìm đến tiền đạo người Brazil để chia vui. Câu chuyện giữa Mbappe và Neymar còn được tiếp tục ở những phút sau đó với bàn thắng nâng tỷ số lên 5-0 của tiền đạo người Brazil. Lần này là một động tác giả sút của Mbappe, bóng tìm đến chân của Neymar và không khó để tiền đạo người Brazil hạ gục thủ thành Leo Jardim thêm một lần nữa. Giống như một cách đáp trả lại pha bóng của người đàn em, Neymar sau đó thực hiện liên tiếp hai đường tỉa bóng chính xác đến vị trí của Mbappe, và tiền đạo người Pháp đã không bỏ lỡ cơ hội ghi hat-trick ở trận đấu này.
Cuối cùng, 90 phút trên sân Pierre Maroy đã khép lại với tỷ số 7-1 nghiêng về Paris Saint-Germain và họ đang vững vàng trên ngôi đầu bảng xếp hạng với 9 điểm cùng 17 bàn thắng được ghi chỉ sau vỏn vẹn 3 trận đấu đầu tiên. Ở một khía cạnh khác, những liên hệ đặc biệt giữa ba nhân vật trên hàng công chính là điểm nhấn lớn nhất trong một trận cầu mà Paris Saint-Germain đã thắng với tỷ số đậm đà một set tennis. Đã có rất nhiều giả thuyết được đặt ra đằng sau drama lục đục nội bộ của đội bóng này, nhưng sau cùng mọi thứ đang được giải quyết bằng những hành động trên sân cỏ. Đó là một dấu hiệu tích cực để Paris Saint-Germain bước vào mùa giải năm nay, một mùa giải được coi là tối quan trọng với đội bóng này cho nhiệm vụ đoạt lấy chiếc cúp Champions League danh giá. Tất nhiên, để làm được điều đó, họ sẽ cần phụ thuộc vào những màn trình diễn ấn tượng của các siêu sao trên hàng công như là Neymar, Messi, Mbappe, và sự gắn kết giữa họ là một mục tiêu quan trọng trong cách triển khai tấn công của đội chủ sân công viên các hoàng tử. Neymar có lẽ cũng thấu hiểu được cảm giác của Mbappe vào lúc này, một cầu thủ trẻ được kỳ vọng sẽ là siêu sao tiếp theo của bóng đá thế giới và tất nhiên là luôn khao khát được thể hiện mình ở mọi trận đấu. Bởi chính Neymar ngày xưa cũng có thể tìm thấy một hình ảnh của Mbappe trong đó. Anh cũng từng là một cậu nhóc ngỗ ngược, tìm mọi cách để tháo chạy khỏi Barca, thoát ra khỏi cái bóng của người đàn anh Lionel Messi để đi chinh phục những chân trời mới. Ngày anh tới Paris Saint-Germain, người Paris cũng dành cho anh những đặc ân chưa từng thấy giống như Mbappe bây giờ. Chỉ đáng tiếc là chưa một lần Neymar có thể tìm lại được hình ảnh xuất sắc của mình như trong màu áo đội chủ sân Camp Nou. Nhưng sự ương ngạnh dần dà cũng thay đổi theo thời gian. Một lần nữa anh gặp lại Mbappe như phản chiếu chính thời tuổi trẻ của mình, bốc đồng, ham thể hiện và luôn trở thành ngôi sao sáng nhất trong một tập thể toàn sao. Điều đó có thể tốt cho tham vọng phát triển của Mbappe và cũng là động lực cần có để thúc đẩy anh trở thành siêu sao hàng đầu. Nhưng xét trên phương diện tập thể, nó đang là thứ cản trở Paris Saint-Germain đến với những thành công chung của toàn đội. Paris Saint-Germain trong những năm gần đây đang cố gắng để thay đổi điều đó. Họ chi tiền để mang về hàng loạt các ngôi sao, nhưng yêu cầu tất cả phải hòa nhập với lối chơi chung của tập thể. Điều đó cũng có nghĩa là trong số Mbappe, Neymar hay Messi sẽ phải có ít nhất một người hy sinh, một người chịu làm nền cho hai người còn lại. Có thể một góc độ nào đó, Neymar sẽ chấp nhận cho vai trò này. Thực tế thì phong độ của tiền đạo người Brazil cũng đã sa sút dần đều trong những năm gần đây. Một phần vì tuổi tác, một phần vì lối chơi kỹ thuật của anh đã không còn trở nên phù hợp trong bóng đá hiện đại. Neymar hiểu vị thế đó của mình vào lúc này và có thể anh sẽ chấp nhận lùi lại cho một vai trò khác, ít thu hút hơn, ít nổi bật hơn. Một chiếc vô địch Champions League nữa với Paris Saint-Germain sẽ là điểm kết trọn vẹn cho sự nghiệp của tiền đạo người Brazil cùng người bạn thân Lionel Messi. Và để đạt được mục tiêu đó, sự liên kết với Mbappe gần như là thứ bắt buộc. Ở chiều ngược lại, việc gia hạn hợp đồng với Mbappe đang đem đến cho Paris Saint-Germain cả những động thái tích cực và tiêu cực vào lúc này. Nhưng chắc chắn họ sẽ không muốn bộ ba tấn công xuất sắc nhất trong lịch sử của mình tiếp tục có những xích mích thêm một lần nữa. Cũng chẳng biết mối quan hệ giữa Neymar và Mbappe đã thực sự được hàn gắn hay chưa, nhưng rõ ràng với màn trình diễn vào buổi tối ngày hôm qua, cả hai có lẽ đều đang nghĩ về những mục tiêu chung của toàn đội bóng.